Xin chào các bác, hôm nay em lại lên thăm lại cái đồi nhà em. Cái đồi cây này là giống cây là G29. Em trồng đến ngày hôm nay là được 2 năm rưỡi tuổi các bác ạ. Và cách đây 3 tháng thì em có đốt đốt lá. Nhưng mà bây giờ lá lại rụng lên rụng xuống rất nhiều rồi. Vườn thì rất sạch các bác ạ. Lá rụng rất là nhiều chứng tỏ rằng là cây nó đang phát triển rất là mạnh. Nó thay những cái lá mới xuống và bây giờ ở dưới dưới đất thì rất sạch cỏ. Gần như là không không thấy có cây cỏ nào mọc lên cả. Và cái chỗ này là lúc đó nó không cháy. Thì giữa việc giữa chỗ đốt với không đốt thì nhìn nó cũng rất là khác biệt. Ví dụ như mình không đốt được thì nó sẽ như này. Nó sẽ như này. Còn khi mà mình đốt được thì nó sạch như này. Cây này là giống G29 mà em trồng được đến đến hôm nay là 2 tháng rưỡi. Ở vanh gốc ở tại tại vị trí này là được 40 rồi các bác ạ. Vanh gốc tại cái vị trí này được 40. Đây, 40 rồi. Khá là to. Từ cây này thì kích thước em trồng 2 mét rưỡi nhân hết 2 mét rưỡi các bác ạ. Và em lên em theo dõi thì thấy cây lá vẫn còn rất là xanh. Và lộc non cũng nhiều, thế nên là năm nay em vẫn chưa bón phân. Đồi này thì là em bón phân được 3 lần. Tổng cộng là một lần mới đầu trồng là em lót. Lót là một lạng một cây, xong đó sau đó là lần hai là em vun. Vun thì em dùng phân phân đỏ. Phân đỏ em vun thì lúc đó em vun cũng khoảng độ 2 lạng một cây. Và đến năm vừa rồi em bón bón vào gốc là một cây 1 cân năm ngoái ấy. À, đến năm nay là bón được 1 năm rồi, lẽ ra là cũng cần phải bón. Tuy nhiên là em đi thăm thì em thấy rằng là cây vẫn đang phát triển tốt, với lại là kinh tế nó cũng hơi hơi eo hẹp nên là em cũng không chưa 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 cần phải bón ngay các bác ạ. Vấn đề là từ năm nay em sẽ giữ cho cây nó rất là sạch cỏ. Nếu mà sạch cỏ như này, vừa rồi em đốt được 1 lần thì nó cũng có phân ăn đấy, nó có phân ăn nên là em thấy cây bình đà nó rất là mỡ cây. Mỡ cây và dưới dưới nền rất là sạch cỏ. Bây giờ nó chuẩn bị nhú nhú những cái cây này, nó nhú nhú những cái cây này. 1-2 tháng nữa nếu nó mọc cao lên thì em sẽ lấy máy đi em quật cước, các bác thấy không? Cái hàng này em trồng khá là thưa đấy, thưa nên là cây nó phát triển khá là to. Trồng bạch đàn thì các bác không nên trồng dày các bác nhá. Trồng dày thì lúc đầu thì nhìn đẹp mắt lắm nhưng mà nó lên lúc nó to hơn 2 năm trở lên ấy thì là nó không phát triển được chiều rộng, nó không to được bởi vì nó ốm nhau ấy, nó ốm nhau, thế nên là các bác cũng trồng lưu ý kích thước một chút. Cái cây rất là dài rồi các bác ạ, có lẽ những cây tầm này là nó phát triển được tối đa về chiều dài rồi, bây giờ là chỉ phát triển về cái chiều to ra thôi. Nếu như mà chú trọng vào cây bạch đàn thì em thấy cũng nhìn hiệu quả kinh tế cũng rất là cao. Và vừa rồi em đốt được đây này các bác, đốt được rất là sạch nhá. Lúc đốt thì cháy sạch lá rồi mà sau 3 tháng mà nó lại rụng xuống chạt hết lá như này rồi. Mình đốt được thì coi như mình được một lần phân, được một lần phân các bạn. Ở dưới kia em đốt em để ý thấy là chỗ nào đốt ấy, cái cây cỏ nó mọc vào nó xanh đen, chỗ nào mà mình không đốt thì cây cỏ nó vẫn không phát triển được. Chứng tỏ là khi mình đốt đấy, cái đất nó thơm. Thứ nhất, thứ hai nữa là để lại cho một lớp mùn nên là cây nó cũng hút được chất dinh dưỡng. Cây mùa này vẫn chưa phát triển được mạnh mạnh tối đa, lý do là nó vẫn còn rất là khô. 1-2 tháng nữa mưa xuân xuống thì là nó sẽ phát triển mạnh hơn các bác ạ. Coi cho các bác xem cây này nhà em trồng, cái đồi này nó cũng thoai thoải dốc, cứ thoai thoải này thì rất hợp cây bạch đàn các bác ạ. Và các bác xem nhìn chất đất này, chất đất này cũng không có cả sỏi xiếc các thứ này nhưng mà cây cũng rất là đẹp đấy. Thế là các bác so sánh để các bác có những cái quyết định để trồng cây và có những phương pháp chăm sóc nó hợp lý các bác nhá. Nếu mà như mình bón nhiều phân ấy, mình không giữ được sạch cỏ thì cũng phí lắm.
phí cỏ lắm các bác ạ. Đấy, thế nên là phí phân lắm. Thế nên là các bác cái quan trọng đầu tiên vẫn là phải giữ sạch cỏ. Vâng, cảm ơn các bác đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em. Các bác xem kênh và đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Xin cảm ơn các bác. Xin chào các bạn.